Một cây lộc vừng đang ra rất là nhiều hoa này. Xin chào quý vị các bạn nhé. Trước đây tôi cũng đã có đợt đến Thường Vực, Trương Mỹ, Hà Nội. Và cái điều cuốn hút tôi khiến tôi đã quay lại khu vực này và sẽ còn nhiều lần ghé thăm Thường Vực, Trương Mỹ. Đó chính là những cây cảnh ở đây. Và điều đặc biệt làm cuốn hút có lẽ không riêng gì tôi mà rất nhiều người là cây cảnh ở đây anh em làm rất là kỹ, rất là đẹp. Có lẽ đây không riêng gì nhà vườn nào, không riêng gì cá nhân nào, mà đặc trưng của cả khu vực Thường Vực, Trương Mỹ. Ở đây các anh em, các bác ở đây làm cây rất là kỹ, rất là nét. Có lẽ để tìm ra được những cái dây thép hoặc những cái cây làm đơn giản, thô sơ hàng chợ ở đây thì rất là ít. Chủ yếu là những cây chất lượng cao. Trong video này tôi muốn mời quý vị và các bạn tới thăm nhà anh Cao Đình Trọng. Bây giờ mời quý vị và các bạn gặp gỡ anh Cao Đình Trọng. Đây, anh Cao Đình Trọng chủ vườn đây. Xin chào anh. Vâng, xin chào quý vị xem kênh Thương Bí. Mình tên là Cao Đình Trọng ở Chợ Lồng, Thương Bí, Thường Vực. Mình làm cây được lâu lắm rồi. Và bây giờ cho mọi người xem cùng với anh em và chia sẻ cho mình, đóng góp ý kiến cho mình. Mình cảm ơn. Sau đây thì mời quý vị các bạn tham quan vườn cây của anh Trọng. Em ở đây nhé, tí sang vườn anh. Vâng. Bây giờ anh phải lên trường giải quyết công việc của tí đã. À vâng. Sau anh quay về thì tí anh em sang. Chưa thì phải bảo anh em ở đây cơm. Vâng. Rồi, em làm cây đây. Những cây cảnh rất là chất lượng, rất là nét ở vườn nhà anh Trọng. Vườn sạch sẽ, rửa sân cẩn thận rồi. Cho anh em sang. Đây là một cây lan điền dáng siêu được lâu năm trên đá. Có hai cái điều ở đây mà làm cuốn hút tôi. Đó là cái cách làm cây rất là kỹ. Và kể cả thể loại cây thì anh em ở đây chọn lọc cũng rất là kỹ. Có lẽ tỷ lệ lớn ở đây đều là những chất xanh Nam Điền. Ngay cái cây đầu tiên mà quý vị các bạn thấy là cắt giật rất là kỹ này. Cái này có lẽ không riêng gì vườn anh Trọng nhỉ. Cả khu vực này anh em đều làm cây như vậy nhỉ. Vâng, khu vực Chợ Rồng này anh em đều làm cây rất là kỹ luôn. Nhìn những cây cảnh gần như trăm là lan điền hết. Làm như thế thì rất là tốn công, nhưng mà nhìn cây cảnh thì đúng là nó có giá trị rất là cao. Tiếp tục vào trong để tham quan vườn cây của anh Trọng. Cũng là một cây xanh này, chất xanh Nam Điền này. Xanh dáng trực, tuyệt đẹp luôn. Trực huyền này. Lộc vừng này. Rất là khủng. Khu vực này thì rất là nhiều những cây xanh phôi. Cả những cây lộc vừng này. một khu vườn rất là rộng, đi mỏi chân luôn. Sang đến khu bên này cũng là của anh Trọng này. Mỏi chân và mỏi luôn cả tầm mắt. Quá rộng luôn. Cây ổi đang ra cũng nhiều quả này. Dọc cả cái dãy này rất là nhiều cây, bạt ngàn những cây này. Đây là những cây anh Trọng còn đang tạo tác để tiếp tục phát triển cái vườn cây của mình. Và cũng rất nhiều cây đã hoàn thiện. Cả những cây ăn quả cũng rất nhiều này, bưởi này. Vườn cây ao cá, một không gian phải nói rất là tuyệt vời. Ở dưới kia là một cái ao rất là rộng này. Trong kia cũng còn rất nhiều cây này, từ những cây tầm trung cho đến những cây kích thước lớn này. Cả bên này nữa, rất là nhiều cây. Rất nhiều cây đẹp, có giá trị cao, đã có mặt tại vườn anh Trọng ở Trương Mỹ, Hà Nội rồi. Một cây xanh cũng rất là đẳng cấp. Anh cứ té nước vào càng đồng khỏe. Cây cực kỳ đẳng cấp luôn. Quý vị các bạn nhìn những cây này thấy mê chưa? Làm rất kỹ, giật đến từng chi răm này. Chất xanh nhà Nam Điền xịn này, ra đồng này. Khu bên này cũng còn rất nhiều cây này. Khu vực này chủ yếu là những cây phôi đang được tạo tác, nhưng đều là những cái cây phôi xanh Nam Điền này. Ở góc vườn mà có những cây khủng như này, rất nhiều cây khủng, siêu khủng luôn. Và cây này tổng thể cũng đẹp này. Xa xa là những ngọn núi. Một không gian rất là đẹp, thoáng đãng, trong lành. Trong video này tôi chỉ giới thiệu qua toàn cảnh của vườn nhà anh Trọng và chi tiết một số cây, và kể cả báo giá một số cây, và kể cả vấn đề chia sẻ kỹ thuật về tạo tác cây cảnh. Xin gửi tới quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.